thêm một phụ nữ ở tỉnh Bình Dương dương tính với virus Zika. Ngày 3 tháng 11, Sở Y tế Bình Dương cho biết có thêm một phụ nữ sống tại thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương nhiễm virus Zika. Được biết, bệnh nhân này khoảng 20 tuổi, học tại khu vực làng Đại học Thủ Đức. Bệnh khởi phát với triệu chứng phát ban, sốt cao kèm đau cơ, xung huyết kết mạc. Bệnh nhân tới khám ở bệnh viện và được lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả của bệnh nhân dương tính với virus Zika. Bệnh nhân không mang thai và thời gian gần đây không đi du lịch nước ngoài. Ngay sau khi hệ thống giám sát ghi nhận thêm trường hợp kể trên, Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế đã chỉ đạo Sở Y tế tỉnh Bình Dương triển khai phun thuốc và chất chống dịch ở khu vực bệnh nhân sinh sống. Sở Y tế Bình Dương đã giám sát chặt chẽ những trường hợp nghi ngờ nơi bệnh nhân sinh sống và cộng đồng xung quanh. Hiện giờ, bệnh nhân đang trong tình trạng ổn định và được theo dõi điều trị tại nhà. Đây là trường hợp thứ hai nhiễm virus Zika ở tỉnh Bình Dương. Trường hợp thứ nhất là phụ nữ mang thai, 27 tuổi, sống tại thị xã Dĩ An. Cậu bé 4 tuổi bị xa lánh vì ngoại hình như ông lão. Cậu bé kém may mắn này có tên là Bayazid Hossein ở ngoại ô Magura, phía nam Bangladesh. Cậu bé luôn phải mang khuôn mặt sưng phồng, đôi mắt trũng sâu, da nhăn nheo, nhiều nếp nhăn và những mảng da chảy xệ. Dù trẻ tuổi nhưng cậu rất yếu và răng đã rụng, trong khi cậu lại thông minh, lanh lợi hơn những đứa trẻ khác. Tuy nhiên, những đứa trẻ khác lại rất sợ chơi với cậu vì vẻ ngoài khác thường. Cô Trishti Khatun, mẹ cậu bé, sinh Bayazid Hossein khi chỉ mới 14 tuổi. Cô đã rất kinh ngạc với sự phát triển trí tuệ vượt bậc của con, nhưng cô cũng luôn mang nỗi lo khi thấy con có hình hài lạ thường. Cậu bé này thường xuyên phải chịu những cơn đau khớp. Cô cho biết Bayazid lên 3 tuổi mới biết đi, nhưng con đã mọc đủ răng từ lúc 3 tháng tuổi. Thể chất con phát triển bất thường, nhưng về trí tuệ con rất thông minh, giao tiếp như người lớn. Con không giống những đứa trẻ khác, con giống như một ông già. Lần đầu tiên làm mẹ, tôi đã đau khổ tột độ khi thấy con khác người, mẹ cậu bé chia sẻ. Bayazid chào đời năm 2012. Vẻ ngoài khác thường của cậu khiến các bác sĩ cũng bối rối trong việc điều trị cho cậu bé. Cô Trishti cho biết, tôi đã kinh ngạc khi nhìn thấy con lúc mới sinh ra, con trông giống như người ngoài hành tinh vậy. Các bác sĩ chẳng nói phải làm gì để con trở lại là một đứa trẻ thông thường. Họ chỉ bảo rằng họ không thể làm gì cho con. Bà Jessica đã gây xôn xao ngôi làng nơi nhà em ở và cũng đã trở thành trung tâm của những lời đồn thổi ác ý. Mọi người nhìn em như sinh vật lạ và thêu dệt nên nhiều câu chuyện hoang đường. Thậm chí người ta còn đồn thổi rằng đừng đến gần em vì sẽ bị xui xẻo. Mới 4 tuổi nhưng cậu bé đã sớm chịu sự cô độc. Niềm vui duy nhất của cậu bé là những món đồ chơi tự chế tại nhà. Gia cảnh khó khăn nên cậu bé càng sống trong điều kiện thiếu thốn. Người đàn ông bất lực nhìn 6.000 con lợn chìm trong biển nước. Mới đây, bức hình ghi lại cảnh người đàn ông đứng khóc bất lực giữa hơn 6.000 con lợn dầm mình trong nước lũ đã gây bão trên cộng đồng mạng. Từ sáng ngày 2 tháng 11, hơn 6.000 con lợn của công ty nông nghiệp sinh thái Khang Nguyên ở tỉnh An Huy, Trung Quốc đã phải ngâm mình liên tục trong nước lũ gần suốt 20 tiếng. Nguyên nhân gây ra trận lũ nghiêm trọng này là những trận mưa lớn rã rít trút xuống huyện Thư Thành, nơi có trang trại lợn của công ty Khang Nguyên. Mưa lớn khiến nước tràn vào các chuồng trại, làm ngập hoàn toàn khu nuôi nhốt lợn. Những lý do an toàn vệ sinh, phòng chống dịch bệnh đã ngăn không cho phép các công nhân ở đây di chuyển đàn lợn. Ông Lý Tổ Minh, một công nhân làm việc tại trang trại, hoàn toàn bất lực, chỉ còn biết đứng khóc nhìn đàn lợn sẽ chết trong nay mai nếu nước không rút kịp. Hiện các nhân viên cứu hộ và các tình nguyện viên đã được triển khai tới một số khu vực để gia cố các điểm rò rỉ tại các đập trên sông Danube. Tính đến nay, trận lụt lịch sử đã làm thiệt hại nhiều đàn gia súc của người dân. Hàng nghìn người phải rời bỏ nhà cửa và gây thiệt hại về kinh tế lên đến hàng tỷ euro. Theo thông tin ghi nhận từ cuối tháng 6 đến nay, mưa lớn kéo dài ở Trung Quốc đã gây thiệt hại cực kỳ nặng nề cho các tỉnh nằm ở hạ lưu sông Trường Giang như An Huy, Hồ Bắc, Hồ Nam. Những bức ảnh ngay sau khi đăng tải đã làm nhiều người rung động. Nhiều người dân chỉ qua một đêm đã trở nên trắng tay.
Nguyên nhân có lẽ là sự biến đổi khí hậu của toàn cầu, đòi hỏi chúng ta phải vào cuộc bảo vệ môi trường, phải xem xét quy hoạch tổng thể để thiết kế lại sự phát triển kinh tế xã hội sao cho vừa phải. Phải thay đổi đi thì mới hạn chế được những thiên tai khủng khiếp liên tục xảy ra. Phó Chủ tịch huyện cùng 6 người dân mất tích vì lũ ở tỉnh Phú Yên. Hàng nghìn hộ dân ở tỉnh Phú Yên đang chìm trong nước lũ. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Xuân cùng 6 người dân mất tích. Chiều tối ngày 3 tháng 11, ông Trần Hữu Thế, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên cho biết, sáng cùng ngày, ông đã đi kiểm tra thực địa một số xã của huyện miền núi Đồng Xuân bị ngập. Theo ông Thế, nhiều nơi tại vùng hạ lưu sông Ba thuộc các huyện Đông Hòa, Tây Hòa, Phú Hòa, tỉnh Phú Yên ngập sâu đến 2 mét. Nhiều hộ dân và cơ quan nhà nước phải di chuyển đồ đạc do nước lên quá nhanh. Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Phú Yên dự báo trong 24 giờ tới, mực nước các sông tiếp tục dâng, đạt hoặc trên mức báo động 3 từ 2 đến 3 mét. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ lụt là cấp 1. Đến chiều tối ngày 3 tháng 11, nhiều nhà dân đã ngập tới nóc. Do lũ lên quá nhanh, nhiều đồ đạc, phương tiện của người dân bị lũ nhấn chìm. Người dân cố gắng di chuyển đồ đạc lên tầng cao. Trong khi đó, dự báo cơn lũ lịch sử trên địa bàn tỉnh Phú Yên vẫn còn tiếp tục trong vài ngày tới. Ông Trần Hữu Thế, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên cho biết, 19 giờ 30 phút ngày 3 tháng 11, đỉnh triều tại tỉnh này sẽ đạt mức cao nhất. Dự báo hàng trăm ngôi nhà bị ngập. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần cẩn trọng khi di chuyển trong cơn lũ lịch sử. Từ 13 giờ 15 phút chiều ngày 3 tháng 11, nhà máy thủy điện sông Ba Hạ đã tăng lưu lượng xả lũ, kể cả 400 mét khối nước chảy máy phát điện lên 10.400 mét khối trên giây. Một số hồ thủy điện đạt cao trình thiết kế cũng đã mở cửa tràn để xả lũ. Với lượng mưa từ đêm qua đến giờ trên địa bàn lớn, cùng với việc xả lũ dồn từ các thủy điện trên thượng nguồn sông Ba đổ về hồ thủy điện sông Ba Hạ. Trong khi thủy điện này không có hồ chứa riêng, thì khả năng thủy điện sông Ba Hạ sẽ còn phải xả lũ với lưu lượng lớn hơn. Hiện tại, nhiều vùng hạ lưu sông Ba có nguy cơ bị ngập sâu, nhất là thành phố Tuy Hòa. Ông Trần Hữu Thế, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên thông tin, do ảnh hưởng mưa lũ, trên địa bàn tỉnh Phú Yên đã có 7 người mất tích. Trong đó, ông Nguyễn Hữu Từ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên bị lũ cuốn trôi khi đang đi cano cứu hộ xe khách bị kẹt do ngập lũ chiều ngày 2 tháng 11. Tình hình lũ lụt ở miền Trung đang có diễn biến ngày càng phức tạp hơn, đòi hỏi chính quyền địa phương và người dân cần chú ý hơn trong công tác bảo hộ để tránh thiệt hại thấp nhất về người và của. Quảng Bình, đám cưới phiên bản chạy lũ, tuyệt đẹp gây xôn xao bởi sự lạc quan. Một đoạn video clip ghi lại cảnh đám cưới diễn ra náo nhiệt giữa lúc nước lũ đang cuồn cuộn tràn về cho thấy tinh thần lạc quan, yêu đời của người dân miền Trung đang được chia sẻ mạnh trên mạng xã hội. Chiều ngày 1 tháng 11, một đoạn clip dài 26 phút do nickname tên Hoàng Lão Tà chia sẻ lên mạng xã hội Facebook ghi lại cảnh đám cưới của một đôi bạn trẻ tổ chức giữa lúc nước lũ đang tràn về. Dùng trạng thái với nội dung liên khúc giả bạn, phiên bản cưới chạy lục, nước đã tràn qua đập ăn mã, giả bạn nhanh còn kịp về dọn nhà. Gió mưa là việc của trời, lũ lụt là bởi đất trời tẩn nhau, dọn nhà kệ tính sau, đã yêu nhất quyết đưa nhau về nhà, khiến nhiều người thích thú. Trong đoạn clip xuất hiện hình ảnh nước tràn ngập thôn xóm, thậm chí chảy xiết. Tuy nhiên, mọi người đến dự đám cưới đều tỏ ra hào hứng, hân hoan trong điệu nhạc lạc quan yêu đời. Một số người, trong đó có cả người lớn tuổi, ra đứng giữa đường, nhảy giữa dòng nước đang chảy, ngập gần đến đầu gối, liên tục thay nhau ca những bài hát tình yêu chúc mừng đôi phu thê có đám cưới diễn ra trong hoàn cảnh đặc biệt. Người chia sẻ đoạn clip cho biết, tác giả quay clip trên bằng điện thoại của một người bạn vào trưa ngày 1 tháng 11. Đám cưới diễn ra tại thôn Quy Hậu, xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Chú rể tên Nguyễn Hoàng Vinh và cô dâu là Hoàng Thị Linh cùng ngụ tại địa phương. Đoạn clip quay lại tại nhà trai sau khi rước dâu từ nhà gái về bằng xe gắn máy. Hai nhà cách nhau khoảng 300 mét. Theo chủ nhân dòng trạng thái, do mưa lớn liên tục đổ xuống những ngày qua, nước sông Kiến Giang tại địa phương dâng cao, chảy tràn vào thôn xóm gây ngập và đang tiếp tục dâng cao.
Tuy nhiên, rất may lúc diễn ra buổi lễ, nền nhà cao hơn mặt đường nên không ngập. Đồng thời, do đám cưới hai người đã được định trước ngày, thiệp mời đã được gửi đến họ hàng và bạn bè trước đó, nên hôn lễ không thể hoãn lại, bất kể mưa lũ đang diễn ra khắc nghiệt.